Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ năm ngày 3 tháng 8. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chỉ đạo xác minh việc nhà xe bị chèn ép ở Quảng Ninh. Ngẹn ngào đón liệt sĩ Lê Ánh Sáng về với đất mẹ Hà Tĩnh. Hoãn cuộc họp các đại lý xổ số bàn về nhận lại vé số ế cho người bán dạo. Cảnh sát phong tỏa và lục soát tòa nhà Thượng viện Mỹ. Ông Hun Sen nói sẽ trở lại làm thủ tướng nếu Hun Manet gặp nguy hiểm tính mạng. Cá sấu bò lên thuyền dọa du khách ở Mỹ. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 3 tháng 8. Ngày 3 tháng 8, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã có chỉ đạo khẩn trương xác minh báo cáo kết quả xử lý việc nhà xe kêu cứu do liên tục bị chèn ép, ném mắm tôm. Trước đó, liên tục những ngày qua, xe khách của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Thiên Hoàng Hải có trụ sở tại tỉnh Thái Bình liên tục bị nhóm người lạ mặt chặn đường hành hung tài xế, ném mắm tôm để gây sức ép không cho đón trả khách. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Thiên Hoàng Hải cho biết, đơn vị này có xe khách chạy tuyến Quảng Ninh-Thái Bình đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động theo đúng quy định. Tuy nhiên, thời gian gần đây liên tục bị chèn ép, ném mắm tôm, khiến tài xế hoang mang, nhiều người sợ hãi xin tạm nghỉ việc hoặc chạy tuyến khác. Tình trạng chèn ép diễn ra công khai, liên tục nhiều ngày trên đường phố với các hành động như lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ để chặn đầu, không cho xe di chuyển. Đặc biệt còn có một nhóm người côn đồ tổ chức chặn đường hành hung nhân viên lái xe, cấm không cho đi trước trên suốt trục đường từ Quảng Ninh về đến huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Tài xế Bùi Hữu Tới, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Thiên Hoàng Hải cho biết, ngày 19 tháng 7, trong lúc đang chở khách từ Quảng Ninh về Thái Bình, khi đến khu vực chân cầu Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, thì bất ngờ xuất hiện hai xe khách khác ép sát, đổ song song, rồi một nhóm người nhảy xuống lao đến, giật cửa xe, xông tới đánh đấm, đe dọa. Ngày 20 và 21 tháng 7, nhiều xe khách của công ty đang hoạt động thì bị ném mắm tôm và bị xe khác cố tình lạng lách đánh võng trước mặt để cản trở, không cho lưu thông. Thậm chí có xe còn vượt đèn đỏ để chặn đầu không cho di chuyển. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo công an thành phố Hạ Long cho biết đang giao đội hình sự vào cuộc xác minh nắm tình hình, xử lý hành vi vi phạm. Ngày 3 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Hà Quang Danh, 25 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Duyên Hải và Nguyễn Thị Mỹ Chi, 20 tuổi, ngụ xã Long Đức, thành phố Trà Vinh về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo cáo trạng, chiều ngày 31 tháng 5, xe cấp cứu chở bệnh nhân từ bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh về bệnh viện Thiên Ân thành phố Trà Vinh để tiếp tục điều trị bệnh. Khi đến đoạn thuộc phường 7 thành phố Trà Vinh, thấy có hai xe máy của Danh Chi và Huỳnh Thúy Nhi, 24 tuổi chạy cùng chiều phía trước nên tài xế bấm còi ưu tiên và vượt lên phía trước. Danh và Chi cho rằng bị xe cấp cứu ép nên chạy xe máy đuổi theo. Khi đến khu vực gần bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh thì chặn xe cấp cứu lại. Sau đó, Danh Chi dùng gạch đá ném làm hư hỏng xe cấp cứu rồi điều khiển xe bỏ đi. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã triệu tập Danh, Chi và Nhi làm việc. Theo kết luận giám định, tổng tài sản thiệt hại là hơn 5 triệu đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hà Quang Danh 18 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Chi 9 tháng tù giam cùng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Đối với Nhi, công an tiếp tục xác minh để xử lý sau. Tại phiên tòa, Danh và Chi tỏ ra hối hận về hành động của mình. Khi được nói lời sau cùng, cả hai đều mong muốn được hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sáng 3 tháng 8, chiếc xe chở liệt sĩ Lê Ánh Sáng từ Lâm Đồng đã đến đất mẹ tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Bên con đường dẫn vào ngôi nhà nhỏ của bố mẹ liệt sĩ, chật kín người với những bông cúc trắng trong tay. Ông Lê Quang Trường là chú ruột của liệt sĩ Sáng cho biết, từ khi bước chân vào lực lượng công an nhân dân, liệt sĩ Sáng luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ của đảng, nhà nước phân công. Nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ tại đèo Bảo Lộc đã xảy ra vụ sạt lở khiến 3 chiến sĩ hy sinh và một người dân tử vong. Trong đó có liệt sĩ Sáng, khiến gia đình rất đau buồn. Trước đó ngày 30 tháng 7, nhận được tin một tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống chắn ngang giữa đèo Bảo Lộc, ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của các xe khi qua đèo. Chiến sĩ Lê Ánh Sáng cùng đồng đội đã gấp rút tới hiện trường. Do tảng đá quá lớn, Ánh Sáng và đồng đội đã kêu gọi các tài xế, hành khách đi đường, mỗi người một tay, chung sức dâng tảng đá ra khỏi mặt đường đèo. Khoảng 10 phút sau tảng đá được di dời, xe cộ đi lại bình thường. Tuy nhiên, ít phút sau đó xảy ra vụ sạt lở khiến Ánh Sáng, hai đồng đội và một người dân bị vùi lấp.
Ngày 3 tháng 8, chủ một đại lý vé số tại miền Tây cho biết vừa nhận được thông báo cuộc họp giữa các đại lý và hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam diễn ra vào ngày 5 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh đã bị hoãn. Thông báo nêu dự thảo nghị quyết đến thời điểm hiện tại chưa đạt được sự thống nhất cao trong hội đồng. Do đó, Ban Thường trực thông báo đến các anh chị hội nghị toàn thể đại lý sẽ tạm hoãn tổ chức. Thay vào đó, chỉ họp nội bộ 21 công ty để thảo luận nhằm tạo sự thống nhất cao các nội dung của nghị quyết. Ngày 24 tháng 7, tại hội nghị của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 130 đã thống nhất nội dung hoa hồng tối thiểu 10% cho người bán vé số dạo và đại lý phải nhận lại vé số ế từ người bán dạo. Đại lý nào vi phạm sẽ bị thanh lý hợp đồng. Và cuộc họp giữa Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam với các đại lý vào ngày 5 tháng 8 nhằm triển khai việc thực hiện nghị quyết này. Tuy nhiên, cuộc họp này đã bị hoãn vào giờ chót. Theo Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, 6 tháng đầu năm 2023, doanh số phát hành xổ số truyền thống của các công ty thành viên đạt gần 70.000 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt 8.784 tỷ đồng, tăng 10,45% và nộp ngân sách hơn 22.000 tỷ đồng, tăng hơn 25%. Đóng góp rất lớn vào doanh thu khủng, lợi nhuận khủng của các công ty xổ số kiến thiết là những người bán vé số dạo. Tuy nhiên, ngoài hoa hồng 10% được hưởng trên mệnh giá vé bán, họ không được bất cứ quyền lợi nào khác từ các công ty xổ số. Sau khi dừng bước tại vòng bảng World Cup nữ 2023, trưa ngày 3 tháng 8, các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam đã về đến Việt Nam, kết thúc hành trình ở World Cup nữ 2023. Tuyển nữ chia làm hai nhóm để về nước, một nhóm đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh lúc 10 giờ 55 phút. Nhóm còn lại bao gồm Huỳnh Như và các cầu thủ phía Bắc đáp xuống sân bay Nội Bài vào khoảng 11 giờ 30 phút. Tại sân bay Nội Bài, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến đã đón và tặng hoa huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng toàn đội. Cùng với đó là rất đông người hâm mộ khoác trên mình chiếc áo đỏ quen thuộc cùng những món quà đặc biệt để dành tặng huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cầu thủ. Sáng 3 tháng 8, trong lễ khánh thành đường Vành Đai 3 ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố sẽ trở lại một ngày nào đó để đất nước không hỗn loạn nếu con trai Hun Manet của ông gặp chuyện nguy hiểm tính mạng. Con trai ông, Đại tướng Hun Manet, gần như chắc chắn trở thành thủ tướng tương lai của Campuchia trong tháng này. Đảng Nhân dân Campuchia CPP do ông Hun Sen lãnh đạo đã giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội khóa 7 hôm 23 tháng 7. Ông Hun Manet được công bố là ứng viên của CPP cho chiếc ghế thủ tướng. Tháng trước, ông Hun Sen tuyên bố sẽ rời khỏi ghế thủ tướng và giao lại trọng trách lãnh đạo đất nước cho ông Hun Manet cùng thế hệ trẻ. Nhà lãnh đạo 71 tuổi cũng mong người dân cảm thông cho quyết định đó, khẳng định sẽ không can thiệp vào công việc của chính phủ tương lai. Tuy nhiên, trong bài phát biểu ngày 3 tháng 8, ông Hun Sen đã nói về khả năng quay trở lại làm thủ tướng. Tờ báo của Campuchia kế đó diễn giải rằng quyết định của ông Hun Sen nhằm tránh đất nước rơi vào hỗn loạn. Nhà lãnh đạo Campuchia cũng cho biết việc ông trở lại chỉ là tạm thời, sau đó ông sẽ chọn một người khác làm thủ tướng. Ông Hun Sen khẳng định dự định trở lại đã được thông báo với Ban Thường vụ CPP từ tận tháng 11 năm 2021. Đại tướng Hun Manet năm nay 46 tuổi, có thời gian dài phục vụ trong quân đội hoàng gia Campuchia. Ông cũng là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp Học viện West Point, danh giá của Mỹ. Ông Hun Sen từng nhiều lần nhấn mạnh việc ông Hun Manet làm thủ tướng không phải là sự kế thừa, kiểu cha truyền con nối. Theo ông, đây là một tiến trình có những quy định chặt chẽ, trong đó tân thủ tướng phải là một trong các nghị sĩ đắc cử. Theo báo New York Times, vào khoảng 14h30 chiều 2 tháng 8 theo giờ Mỹ, tức rạng sáng 3 tháng 8 theo giờ Việt Nam, cảnh sát tại thủ đô Washington đã kiểm tra toàn bộ các tòa nhà văn phòng của Thượng viện Mỹ sau khi nhận được tin báo một kẻ xả súng có thể đang hoạt động trên đồi Capitol. Cảnh sát cho biết họ không có bất kỳ thông tin xác nhận nào về tiếng súng nhưng đã phong tỏa các tòa nhà này sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp 911. Sau khoảng 90 phút kiểm tra, cảnh sát thông báo không có bất cứ nguy cơ nào và đã cho phép nhân viên tại 3 tòa nhà văn phòng của Thượng viện Mỹ quay trở lại làm việc. Truyền thông Mỹ cho biết đây có vẻ là cuộc gọi báo động giả. Hầu hết nghị sĩ Mỹ hiện không có mặt trên đồi Capitol do đang trong kỳ nghỉ tháng 8, nhưng các trợ lý vẫn đang làm việc tại các tòa nhà nói trên. Đây là khoảnh khắc một chiếc máy bay lao xuống đường phố khi đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm ở Lagos, Nigeria vào ngày 1 tháng 8.
Theo đó, chiếc máy bay hạng nhẹ đang bay qua khu vực Oba Akran của thủ đô Lagos thì phải hạ cánh khẩn cấp. Máy bay đã lao thẳng xuống đường, trượt dài rồi phát nổ. Vụ tai nạn khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy đến nơi an toàn. Cục điều tra an toàn Nigeria cho biết hai người trên máy bay sống sót sau vụ tai nạn. Đoạn phim cho thấy phi công được giải cứu trong tình trạng bị thương. Ba người đã gặp phải tình huống bất ngờ khi một con cá sấu nhảy chồm lên thuyền của họ ở New Orleans, Louisiana, Mỹ vào ngày 27 tháng 7. Trước tình huống trên, hai người phụ nữ trên thuyền giật mình né tránh, trong khi người đàn ông đi cùng bình tĩnh dùng tay đẩy con cá sấu xuống nước. Sự việc khiến nhóm người bất ngờ nhưng cũng thích thú khi con cá sấu đã rời đi. Ngày 1 tháng 8, trang Newsflare đưa tin, một bé gái đang cho cá ăn ở bến du thuyền Robbie, quận Monroe, Florida, Mỹ. Trong lúc con cá lớn bay lên ăn mồi, suýt cắn vào tay bé gái. Trả lời truyền thông địa phương, người bố nói rằng con gái anh không bị thương. Anh quá may mắn quay được đoạn phim trên và đó là kỷ niệm đáng nhớ của gia đình trong chuyến du lịch tại Florida. Người bố cho biết thêm, lúc đầu bé gái khá bất ngờ và sợ, tuy nhiên sau đó bé vui vẻ và cảm thấy hứng khởi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 3 tháng 8, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, cùng với Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, có mưa vừa, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa trên 100mm. Từ ngày 4 tháng 8, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế và khu vực miền Tây Nam Bộ, đêm nay và ngày mai 4 tháng 8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Cảnh báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8 tháng 8. Trên biển, ngày và đêm mai 4 tháng 8, vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, hệ thống fanpage và YouTube báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.